Sáng 14 tháng 6, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức tổng kết 15 năm triển khai, thực hiện chỉ thị số 25 của Thành ủy về nâng cao chất lượng, tăng cường sự lãnh đạo và quản lý công tác báo chí xuất bản Hà Nội. Những năm qua, báo chí Hà Nội phát triển mạnh mẽ và có nhiều thay đổi cả về số lượng và chất lượng. Ban đầu chỉ có hai cơ quan báo chí là Báo Hà Nội Mới, Đài Truyền thanh Hà Nội và một tờ tin phim mới, tiền thân của báo Màn ảnh và Sân khấu. Đến nay, thành phố Hà Nội đã có 23 cơ quan báo chí, bao gồm một đài phát thanh truyền hình, 13 báo in và 9 tạp chí chuyên ngành. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có một nhà xuất bản trực thuộc thành phố quản lý, 44 nhà xuất bản thuộc các cơ quan trung ương và địa phương khác có trụ sở hoặc chi nhánh, hơn 400 cơ sở in sử dụng thiết bị in công nghiệp, hai cơ sở phát hành sách do thành phố quản lý. Báo cáo tổng kết đã làm rõ những ưu điểm của báo chí xuất bản thủ đô, đồng thời vạch ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Trong đó, đội ngũ cán bộ chuyên môn trong các cơ quan tham mưu về hoạt động báo chí xuất bản còn thiếu về số lượng, chưa đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ. Cơ sở vật chất của các báo thành phố còn lạc hậu, dự án công nghệ thông tin cho báo chí Hà Nội thực hiện còn chậm và nhiều bất cập. Đáng chú ý, đội ngũ phóng viên biên tập viên của báo chí thủ đô bảo đảm về số lượng nhưng chưa đủ mạnh, còn thiếu những phóng viên giỏi, sắc sảo để đáp ứng tốt yêu cầu thực tế. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái đề nghị các cơ quan quản lý, cơ quan chủ quản báo chí xuất bản thủ đô chú trọng tạo điều kiện cho hệ thống báo chí xuất bản thủ đô phát triển toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị nghề nghiệp vững vàng, nắm vững công nghệ làm báo hiện đại, phấn đấu để báo chí xuất bản Hà Nội phải tiêu biểu là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, là diễn đàn của nhân dân, đi đầu về tư tưởng, tính khoa học, tính chân thực, tính chiến đấu và tính đa dạng. Ngoài ra, Phó Bí thư cũng lưu ý các cơ quan của thành phố cần có kế hoạch với lộ trình và bước đi cụ thể để phù hợp và tương xứng với điều kiện kinh tế xã hội Hà Nội. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, thành phố dành sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động báo chí xuất bản phát triển, tạo mọi điều kiện để các cơ quan quản lý báo chí xuất bản, đội ngũ nhà báo phát huy năng lực, nghề nghiệp, lao động sáng tạo vì sự phát triển của thủ đô.